con phật tự giác đạo xin phát nguyện niệm trì một trăm danh hiệu hồng danh chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật quyển thứ mười hai từ thứ tự một vạn tám trăm vị Phật đến thứ tự một vạn 900 trăm vị Phật con chí tâm đảnh lễ nam mô tịnh nhãn Phật nam mô vô biên nhãn Phật nam mô phổ nhãn Phật nam mô thắng nhãn Phật Nam Mô Bất Khả Hành Phật, Nam Mô Tịch Thắng Phật, Nam Mô Thiện Tịch Tâm Phật, Nam Mô Thiện Tịch Căn Phật, Nam Mô Thiện Tịch Ý Phật, Nam Mô Thiện Tịch Đức Phật, Nam Mô Thiện Trụ Phật, Nam Mô Chúng Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Đại Chúng Tự Tại Phật, Nam Mô Chúng Giải Thoát Phật, Nam Mô Pháp Tràng Phật, Nam Mô Pháp Sơn Phật, Nam Mô Pháp Thắng Phật, Nam Mô Pháp Thể Phật, Nam Mô Pháp Lực Phật, Nam Mô Pháp Giọng Mảnh Phật, Nam Mô Pháp Thể Quyết Định Phật. Nam mô đệ nhị kiếp bác thiên ức đồng danh pháp thể quyết định phật xá lợi Phật. nếu thiền nam tử thiện nữ nhân thọ trì danh phật này rốt ráo chẳng vào địa ngục mau đặng tam Muội xá lợi phất quá hiệu phật ấy vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp có phật tên nhân tự tại thinh ông hãy quy mạng Phật nhân tự tại thinh Mạng sống 70.000 muôn kiếp ở đời Hội thứ nhất ba ức chúng thinh văn nhóm 80 na do tha ngàn muôn ức chúng bồ tát nhóm Đều đặn các thần thông đủ bốn vô ngại thông suốt tất cả không đến bờ kia Nếu tôi vô lượng kiếp ở đời nói đại hội đất nước trang nghiêm của Phật ấy Như một phần nhỏ trong nước biển lớn Nam mô nhân tự tại thinh Phật Xá lợi Phất hãy nên kính lễ Mười phương chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Long Thắng Bồ Tát Nam Mô Long Đức Bồ Tát Nam Mô Thắng Thành Tụ Bồ Tát Nam Mô Thắng Tạng Bồ Tát Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Bồ Tát Nam Mô Thành Tụ Hữu Bồ Tát Nam Mô Địa Trì Bồ Tát Nam Mô Bảo Trưởng Bồ Tát Nam Mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát Nam mô Sư Tử Ý Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Thinh Bồ Tát, Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Nam mô phát tâm tức chuyển pháp luân Bồ Tát Nam mô nhất thiết thinh sai biệt lạc thuyết Bồ Tát Nam mô sơn lạc thuyết Bồ Tát Nam mô đại hải ý Bồ Tát Nam mô đại sơn Bồ Tát Nam mô ái kiến Bồ Tát Nam mô hoan hỷ vương Bồ Tát Nam mô vô biên quán Bồ Tát Nam mô vô biên quán hạnh Bồ Tát Nam mô Phá Tà Kiến Bồ Tát, Nam mô Vô Ưu Đức Bồ Tát, Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Bồ Tát, nam mô sư tử bồ tát nam mô thiện trụ ý bồ tát nam mô vô tỷ tâm bồ tát nam mô na la đức bồ tát nam mô nhân đà la đức bồ tát nam mô hải thiên bồ tát nam mô bạc đà ba la bồ tát nam mô dược vương bồ tát nam mô lô xá na bồ tát nam mô nguyệt quang bồ tát nam mô ba đầu ma thắng bồ tát nam mô trí sơn bồ tát nam mô thánh tạng bồ tát nam mô bất xã hạnh bồ tát Nam mô Bất Không Kiến Bồ Tát, Nam mô Diệu Thinh Bồ Tát, Nam mô Diệu Thinh Hống Bồ Tát, Nam mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ Tát, Nam mô Ba Đầu Ma Đạo Thắng Bồ Tát, Nam mô Quảng Tư Bồ Tát, Nam mô U Nhãn Bồ Tát, Nam mô Khả Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Thường Ức Bồ Tát, Nam mô Trụ Nhất Thiết Bi Kiến Bồ Tát, Nam mô Đoạn Nhất Thiết Ác Pháp Bồ Tát, Nam mô Trụ Nhất Thiết Thinh Bồ Tát, Nam mô Trụ Nhất Thiết Hữu Bồ Tát, Nam mô Trụ Phật Thinh Bồ Tát, Nam mô Vô Cấu Bồ Tát Nam mô vọng Mạnh Đức Bồ Tát, Nam mô Tịnh Bồ Tát, Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát, Nam mô La Võng Quang Bồ Tát, Nam mô Đoạn Chư Cái Bồ Tát, Nam mô Năng Xả Nhất Thiết Sự Bồ Tát, Nam mô Hoa Trang Nghiêm Phật, Nam mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ Tát, Nam mô Tối Thắng Ý Bồ Tát, Nam mô Kiên Ý Bồ Tát, Nam mô Tự Tại Thiên Bồ Tát, Nam mô Thắng Ý Bồ Tát, Nam mô Tịnh Ý Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Ý Bồ Tát, Nam mô Tăng Trưởng Ý Bồ Tát, Nam Mô Thiện Trụ Bồ Tát Nam Mô Thiện Đạo Sư Bồ Tát Nam Mô Ba Đầu Ma Tạng Bồ Tát Nam Mô Đà La Tự Tại Vương Bồ Tát Nam Mô Phổ Hạnh Bồ Tát Nam Mô Giác Bồ Đề Bồ Tát Đem nhân duyên công đức lễ Phật này Nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy Pháp thân chư Phật tốt theo hình Tóc chẳng rối con và chúng sanh nguyện đều thành tựu Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây một vạn 900 vị Phật. Vừa rồi là thời khóa con niệm hồng danh 100 danh hiệu chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật. Con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học, những công đức cúng dường chùa tháp, ấn tống, in kinh, tạo tượng và làm những điều phước thiện lập công bồi đức, con xin hồi hướng tất cả những công đức này trang nghiêm phước báu cầu siêu cho tất cả ba mẹ, chị em, ông bà cửu huyền thất tổ quá vãng chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên, họ Mai và họ Đỗ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc. Con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia cháy chủ, oan gia nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp cũng được thác sanh về cõi Tây phương cực lạc. Nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Và con cũng nguyện đem tất cả những công đức tu học này hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và các hàng con cháu, gia đình hưng thịnh, đoàn viên phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện sở cầu như ý dồi dào sức khỏe. Con xin tạ ơn hội đồng thánh thần tiên phật tác đại chứng minh. Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Lượng Đại Từ Tôn Nam Mô Vạn Bang Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương Tam Tòa Thánh Mẫu Tác Đại Chứng Minh Cho Con Con xin bày tỏ lòng biết ơn, tạ ơn đất trời linh thiên Phật Pháp soi sáng